Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, thời điểm này tại nhiều cửa hàng nhà sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đông đảo phụ huynh và học sinh đã mua sách giáo khoa phục vụ cho việc ôn tập hè và năm học mới. Các siêu thị cửa hàng nhà sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động nhập đầy đủ các mặt hàng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Để phục vụ nhu cầu sách giáo khoa cho năm học mới 2019-2020, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Đắk Lắk đã nhập về 2 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách tham khảo các loại. Đến nay, hầu hết các loại sách này đã được công ty nhập về phân phối cho hơn 100 đại lý trên địa bàn tỉnh và 6 siêu thị thuộc hệ thống của công ty, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng khi năm học mới đang đến gần. Về giá, sách giáo khoa năm học 2019-2020 từ lớp 1 tới lớp 12 được điều chỉnh tăng bình quân từ 1.000 đồng đến 1.800 đồng một cuốn. Theo đó, mỗi bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá từ 54.000 đồng đến 89.000 đồng, từ lớp 6 đến lớp 9 từ 115.000 đồng đến 140.000 đồng một bộ, lớp 10 đến lớp 11 chương trình chuẩn từ 164.000 đồng đến 180.000 đồng một bộ. Vừa qua thì được sự đồng ý của Quốc hội và Chính phủ thì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có điều chỉnh tăng sách giáo khoa. Thì sách giáo khoa đối với in từ 2019 trở về sau thì Nhà xuất bản Giáo dục là có điều chỉnh tăng giá. Có một số sách là Nhà xuất bản Giáo dục in 2019 nhưng vào thời điểm đó chưa tăng giá. Do đó Nhà xuất bản Giáo dục vẫn dán lại tem tăng giá. Tem này là tem của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Về nội dung, năm học này, chương trình sách giáo khoa các cấp không có sự điều chỉnh, nên học sinh có thể tiết kiệm kinh phí bằng cách dùng lại sách giáo khoa từ các năm trước. Song từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới đối với lớp 1, nên để tránh hàng tồn đọng về sau, một số cửa hàng, đại lý, nhà sách trên địa bàn tỉnh cũng hạn chế trong việc nhập sách giáo khoa lớp 1. Một vấn đề đáng lưu ý nữa, đó là thời gian gần đây, một số địa phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng sách giáo khoa bị in lậu, kém chất lượng, sách bị mờ chữ, nhất là sách tiếng Anh. Do đó, các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh cần tìm đến các nhà sách có uy tín để mua sách đảm bảo chất lượng, phục vụ hoạt động dạy và học. Chị thì chọn những cái cửa hàng như là ví dụ như nhà sách giáo dục nè, nhà sách ở Trường Chinh nè, những cái nơi mà có uy tín. Còn cái thứ hai nữa là về nhà xuất bản á, thì thường là nhà xuất bản giáo dục nè. Hiện nay trên thị trường á, sách giả tiếng Anh tràn lan khắp trên thị trường. Thì để phân biệt sách tiếng Anh thật và tiếng Anh giả thì trước hết là đối với cảm quan, cách nhìn bằng mắt thì đối với cuốn tiếng Anh thật thì định lượng giấy nó sẽ nặng hơn 20% so với cuốn sách giả. Đối với cuốn sách giả, chất lượng in nó kém hơn. Màu in nó cũng kém hơn, không thực so với nội dung của cuốn sách. Do đó là đối với cuốn sách giả ảnh hưởng rất lớn đến học sinh và giáo viên. Việc chủ động chuẩn bị sách giáo khoa và đồ dùng học tập của các siêu thị, cửa hàng và nhà sách trên địa bàn tỉnh sẽ giúp các bậc phụ huynh và học sinh thuận lợi hơn trong việc chọn mua, từ đó giúp học sinh bước vào năm học mới với điều kiện học tập tốt nhất. Một tin vui là hiện nay, nhiều siêu thị, cửa hàng và nhà sách trên địa bàn tỉnh đang có chương trình giảm giá 10% khi mua các loại sách.